quên giữ nè. Dừng lại cái gì vậy? Không có sao đâu, nghe lời giữ đi mà. Quên. Sao không? Quên. Quên. Con làm gì không vậy? Xin hãm hại con em tôi hả? Hai đứa không biết là ăn thịt đứa nào đấy chứ. Hai, hai đi chơi xong 2 giờ sớm nha em á nha. Ừ, biết rồi. Dượng, lần này con đi 2 ngày lận đó. Nên là có gì ở nhà Dượng coi bé Quỳnh giúp con nha. Được rồi con. Con cứ đi chơi vui đi. Ở nhà có Dượng lo cho bé Quỳnh được rồi. Nhưng mà hai cũng phải về sớm nha em. Buổi tối em ngủ không có hai, em ngủ sợ lắm. Sợ gì? Có Dượng mà sợ gì? Đó hai không biết mấy bữa trước hả? Lúc em ngủ á, hai đi làm về trễ á. Trời ơi, nửa đêm em thấy có cái bóng lướt qua ngang phòng em luôn. Cũng may bữa đó em khóa cửa cẩn thận á. Chứ không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Nè, bà ngủ quá bà mớ đó. Ma cỏ gì đây? Mà nhà này có bao nhiêu đây người à? Không lẽ em nói cái bóng đen đó là Dượng hả? Không không không, không phải đâu. Trời ơi, chắc tại con Quỳnh á, nó ngủ mơ mơ hồn hồn. Rồi nó tưởng ma thôi chứ. Cái nhà này bao nhiêu năm nay làm gì có ma cỏ gì đâu nè. Đó, nghe chưa? Chắc tại em ngủ mớ. Ngủ sớm đi, thức chứ khuya. Thôi chị đi rồi nè, trễ giờ rồi. Dượng, con đi nha. Có gì ở nhà Dượng coi bé Quỳnh giúp con nha. Chị đi à, ở nhà ngoan á. Nè, con cứ đi chơi vui đi. 5 ngày hay là tuần lễ 10 ngày gì cũng được. Ở nhà này á, có Dượng lo cho bé Quỳnh được rồi. Yên tâm đi nha. Dạ, cảm ơn Dượng, chị đi ạ. 2 giờ sớm á nha. Ôi Dượng. Dượng ngồi đi nha, con vô nấu ăn nha. Con vô đi. Quên giữ nè. Dừng lại cái gì vậy? Con làm gì vậy? Nhưng mà tại Dượng ôm con. Dượng ôm con là tại vì Dượng thương con nè. Con đẹp quá trời luôn á. Để cho người khác hưởng uổng lắm. Chi bằng á, con cho Dượng hưởng đi. Dượng cái gì vậy? Dượng mà như vậy nữa con báo công an á. Trời ơi, báo cái gì mà báo? Dượng đóng cửa hết ráo rồi, con có đi đâu được đâu mà báo chứ. Dượng mày như vậy nữa con la là gì cho người ta biết? Trời ơi, con cứ la đi, la tới chiều luôn á, cũng không ai nghe đâu. Ở đây không ai nghe được đâu. Nè, nghe lời Dượng đi. Dượng ơi, cái gì vậy? Nè, quên. Dượng ơi, tha cho con đi Dượng ơi. Tha cái gì mà tha, có Dượng cháu mình đây thôi à. Tha cái gì cũng biết nữa. Nè, quên. Trời ơi, Dượng. Tha cái gì mà. Dượng đừng có làm vậy mà Dượng. Quỳnh à, Quỳnh à, nghe lời Dượng có sao đâu, nghe lời Dượng đi mà. Trời. Quỳnh, không có sao không? Ông làm gì không vậy? Tính hãm hại con em tôi hả? Đâu có làm gì đâu. Mà con nói là con đi du lịch một tuần lễ hay 10 ngày. Mà sao bây giờ con về sớm vậy? Tôi bày ra chuyện này để lật mặt ông đó. Tôi nói cho ông biết, chị em tôi đã muốn dọn khỏi cái nhà này từ lâu lắm rồi. Từ lúc mẹ mất đó. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì còn có một mình ông, không ai chăm sóc hết, nên chị em tôi mới ở lại tới ngày hôm nay. Mà không ngờ ông là một thằng già đê tiện khốn nạn. Đúng, tao cưới mẹ mày về tốn biết bao nhiêu là tiền của. Chưa có bao lâu thì mẹ mày cũng đã chết, cho nên bây giờ tao muốn chị em tụi bay phải trả ơn như vậy thôi. Cái đồ phản quạng uổng công bao nhiêu lâu nay, chị em tôi lúc nào cũng kính trọng ông, mà ông ngon lại biến thái.
mà tao không cần cái sự kính trọng đó. Tao nói cho tụi mày biết, cỡ tao nè, từng tuổi này đi ra đường á, cưới con gái 18-20 đẹp thiếu gì, tao có tiền mà. Còn tụi bay lớn lên rồi đó, chỗ mã rồi, tụi bay gặp những cái người lớn tuổi cung phụng cho tiền tụi bay thì tụi bay cũng đưa thân thôi. Chi bằng tụi bay đưa thân cho tao không tốt hơn á? Chưa hết nói nổi. Tôi chỉ báo cho một tin cuối cùng là tất cả những chuyện làm xấu xa của ông tôi trình lên công an hết. Trời ơi, công an? Mày hù tao hả? Lấy bằng chứng gì mà mày báo công an chứ? Tôi đã bày ra tất cả những chuyện này thì tất nhiên là tôi có camera ghi lại hết rồi. Bây giờ một là ông tự biến khỏi cái nhà này, hai là để công an tới còng đầu đi. Khốn nạn hơn là tao tưởng nữa.